Xin kính chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh của Siwat Authentic. Hôm nay thì em sẽ mang đến và giới thiệu với các bác một cái sản phẩm tuyệt đẹp, cực kỳ đẹp, một chiếc Longines Master Diamond đó, cọc kim cương toàn thân màu thép trắng rất là đẹp mắt, tinh khôi và thật sự là đeo lên tay rất là đẹp, trẻ trung cũng như là thanh lịch. Chiếc này chúng ta cũng sẽ có một cái tình trạng tuyệt vời, line new full set các bác nhé. Qua sử dụng còn rất là đẹp và còn đầy đủ hộp sổ giấy tờ hóa đơn của hãng. Chúng em gọi như thế là full set. Đây ạ. Chúng ta sẽ có giấy chứng nhận của Longines mua tại một cái đơn vị đồng hồ chính hãng .com các bác nhé. Đó, đây là mã của sản phẩm và mã series. Đó, chúng ta sẽ có cái phiếu mua hàng ở đây. Chiếc này sẽ mua ở Vincom Bà Triệu tại showroom đồng hồ chính hãng các bác nhé. Em sẽ che thông tin đi một chút. Đây là 61 triệu. Hóa đơn 61 triệu ạ. Đó. Nhưng bây giờ qua sử dụng tình trạng full set các bác nhé. Đây ạ, như thế này thì bọn em gọi là full set, có nghĩa là sẽ đầy đủ hộp sổ giấy tờ hóa đơn đơn như này. Chúng ta sẽ có thẻ kim cương này. Đó, thẻ bảo hành của hãng ở đây. Và một cuốn sổ của Longines. Thẻ bảo hành của hãng đấy. Đó, chúng ta sẽ date vào 2019 các bác nhé. Tháng 10 2019 nghĩa là chúng ta sẽ còn bảo hành 1 năm nữa đến từ hãng. Chiếc này thì thật sự là anh ấy rất là ít đeo. Thẻ chứng nhận kim cương thiên nhiên các bác nhé. Đó, mã và số series ở đây. Ngoài ra thì sẽ là một cái premium card ở đây. Một cái thẻ bảo hành premium, bảo hành 5 năm. 5 năm này, lau dầu bảo dưỡng này, đánh bóng làm mới, vệ sinh vây vỏ các kiểu. Đó, nhưng mà chiếc này thì rất là mới rồi. Chiếc này cực kỳ mới, có vẻ như anh khách này khá là ít đeo. Có thể đây là một cái món quà tặng chẳng hạn. Chiếc này sẽ có đường kính bề mặt là 38,5mm các bác nhé. Phù hợp với các bác có cổ tay vừa và nhỏ đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ vừa mang cái sự tinh tế thanh lịch nhưng cũng có một chút mạnh mẽ cá tính ở đây. Thì đây sẽ là một cái dòng sản phẩm rất đẹp và bán cực kỳ chạy đến từ Longines. Một chiếc đồng hồ rất là mỏng, nó chỉ mỏng khoảng 9,5mm thôi. Size 385 phải nói là tuyệt vời, dành cho các bác có cổ tay vừa và nhỏ. Được trang bị một lớp kính sapphire nguyên khối có phủ chống lóa đẹp mắt, giúp cho bảo vệ mặt đeo rất tốt, đồng thời tạo cái độ sâu và sắc nét cho mặt đồng hồ chúng ta. Các bác có thấy là trên mặt đồng hồ chúng ta được trang trí bằng những vân pelican rất là tinh xảo, và chúng ta sẽ có 12 viên kim cương thiên nhiên được đặt trên mặt đeo chúng ta. 12 viên kim cương thiên nhiên được theo tiêu chuẩn Wimbley rất là khắt khe đến từ Longines, được trang trí ở góc 12 giờ sẽ là 2 viên, còn lại là những mỗi cọc số sẽ là 1 viên và ô lịch ngày góc 6 giờ, tạo ra cái sự cân đối cũng như là mang lại cái sự may mắn và thịnh vượng cho đồng hồ, với quan niệm của anh em là ô lịch lộc này mang tới rất là nhiều may mắn cho chủ nhân của đồng hồ. Đây sẽ là một chiếc cơ tự động 100% các bác nhá, trang bị đầy đủ tính năng lên cót tự động, lên cót bằng tay và dừng kim giây khi chỉnh giờ như này. Khi mà các bác rút núm ra, ngay lập tức là đồng hồ sẽ đứng lại, đó chính là chức năng hacking function cho phép chúng ta chỉnh chuẩn từng giây một các bác nhá. Đó. Ở chiếc này thì sẽ có hỗ trợ bên em bảo hành thêm 4 năm nữa để vẫn nguyên bảo hành 5 năm như của hãng để các bác chơi. Chúng ta sẽ có một bộ kim lá được làm theo tiêu chuẩn vàng với mặt đeo, tạo ra cái sự cân đối và sắc nét, và với một cái độ hoàn thiện rất cao Longines. Tên của dòng sản phẩm Longines, logo hình đồng cát có cánh, bộ máy automatic và chuyện Swiss made của một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ chính hãng như này. Ngoài ra thì vòng outering chúng ta sẽ có những cái vạch cùng với những số Arabic chia phút để các bác dễ dàng xem giờ với chiếc đồng hồ này của chúng ta. Và phải nói là một chiếc đồng hồ rất là đẹp và cực kỳ dễ đeo các bác nhé. Nhất là các bác có nguồn mặc công sở thanh lịch thì đeo chiếc này phải nói là một phụ kiện tuyệt vời trên cổ tay của các bác. Tới đến mặt sau rồi, chúng ta có thể quan sát được bộ máy của dòng sản phẩm này. Đây là bộ máy mới nhất đến từ Longines, mang mã hiệu là Caliber L888.2, mới nhất, mang lại khả năng tích cót đến 64 giờ, hoạt động tần số động là 25.200 VPH, và chúng ta sẽ sử dụng đến 21 trên kính các bác nhé. Các bác thấy này, bộ máy được hoàn thiện rất đỉnh cao, với phần thân máy được trang trí bằng vân Circle, vân Geneva đó, và chúng ta sẽ có trái tim bộ máy ở góc 12 giờ đây, đầy đủ thông số và thông tin của hãng cũng như là bộ sưu tập The Longines Master Collection và những cái thông số ở trên phần lập đầy phía sau này. Đó, đi cùng với đồng hồ chúng ta sẽ có một bộ dây nhiều chỉ hoàn thiện chảy xước và hoàn thiện bóng đan xen với nhau.
để các bác có một cái phong cách nó vừa rất là khỏe khoắn nhưng cũng không kém phần thanh lịch sang trọng. Phải nói là đây là một chiếc đồng hồ hoàn toàn bằng chất liệu thép, nhưng chất thép của Longines cực kỳ sáng và đẳng cấp các bác nhá. Đeo trên tay rất đẹp, nhất là các bác cổ tay khoảng 17 đổ lại đeo chiếc này rất tuyệt vời. Trên tay em Long 16,5 chiếc này như là được tỏa sáng khi sử dụng cùng những bộ áo sơ mi màu trắng như này. Chắc chắn là một cái sản phẩm tuyệt vời, đẹp mắt, đẳng cấp dành cho những quý ông thanh lịch và thành công. Đó, chiếc này thì bây giờ em giao lưu lại mức giá cực kỳ tốt thôi. Em đang giao lưu mức giá cực kỳ ngon để các bác chơi. Chỉ có 38 triệu cho chiếc Longines full set này. Quá tốt và tiết kiệm được rất nhiều so với mua một chiếc đồng hồ mới. Các bác quan tâm thì có thể đến trực tiếp cửa hàng Seawatt Authentic tại số 216 Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên để lên tay và trải nghiệm sản phẩm nhé. Các bác ở xa không có điều kiện đến lên tay, muốn sở hữu sản phẩm hãy gọi và liên hệ với em với số Zalo, số điện thoại là 0973 816172 để em tư vấn, hỗ trợ và giao lưu nhanh nhất với các bác về cái dòng sản phẩm tới từ Longines đẹp mắt này. Và em sẽ chỉ có một chiếc duy nhất thôi ạ. Các bác quan tâm liên hệ ngay với em nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Seawatt.